chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh bác tô mình là bác tô đây thì hiện tại trên dây mình đang cổng theo một em Nami đó Nami này là Nami uh, uh, Nami năm sao phiên bản Wano nha anh em trời ơi, nhìn sao gì phẳng lì vậy đó, Nami người ta nhìn là tâm hồn to tròn lắm mà thế này thì, thì hiểu thất vọng lắm đấy thì uh, đây chính là Lami Lami Wuno. <laughs> trong game thì uh, nó để vậy tại uh, nói chung người ta sợ dính bản quyền nên là người ta đổi tên đối với mình thì mình coi One bi nên mình biết chứ có nhiều phim mà nó nó nó, nó nhiều nhiều con nhân vật đổi tên thì mình cũng chả biết đó là con gì chẳng hạn như cái con tony tặc kia con tony tặc này nè thì nghe nói nó là cũng trong một bộ anime nhưng mà để là tony tặc chứ không phải là tony tặc trong iron man đâu nha anh em bởi vậy mình cũng chả biết nó là cái con gì hết nên chỉ gọi nó là tony tặc rồi À uh, Nami này á thì uh, để mình đi vào trong Infinity mình review luôn. Cái lý do mà mình uh, mà nói chung là thông thường thì mình review chứ mình đem vào Infinity. Chứ lại đi um, tra, um, Tori á thì nó um, là, là nó ngắn lắm. Anh em là không có trải nghiệm được nhiều cũng như là lại về sau về đo lường sức mạnh về sau chủ yếu là đi Infinity thôi. Như lại Tori thì đến bây giờ mình chưa có um, quay một video Tori nào cho anh em xem nữa. À, mình sẽ cố gắng uh, ra thêm mấy video để uh, đi toury cho anh em ha. Rồi. Thì uh, bây giờ uh, là cái con Nami thì uh, trời chờ nó vô lâu quá rồi. Thế thì uh, trong cái update này anh em thì anh em cũng biết là như trong video trước mình nói là có con Tony Tặc Đó rồi Nami với lại là Fujitora. Như là Do flamingo Thì hiện tại mình đã có Tony Tặc và uh, Nami rồi Còn Fuji thì hiện tại mình chưa thấy cái giờ bán Mình cũng không biết nữa Thì uh, hình như là thấy có anh em nào mà đã mua Đã có được Fuji rồi Thì phải có chụp hình đăng group đồ các kiểu khoe uhm, Thôi đó nghe, Nhìn thấy cái lượng đam cái gì đâu mà cấp 1 Mà 500 đam để nghe kinh khủng thiệt luôn á đó. đó thì um, Bởi vậy nên mình rất là mong chờ Mình rất là mong muốn là mình sẽ có được cái con uh, uh, Fuji đó Ai còn đô flamingo thì hiện tại cứ từ từ anh em mình, mình bây giờ mình chưa có quan tâm đến cái con đó cho lắm chưa 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 chú ít trời ơi đi vô cái ảnh này rồi ảnh này thì um, thật sự thì đối với mình mình cảm thấy là nó hơi bị khó đi nên nó là nó, nó kiểu như đó, nó có một đường thẳng rồi về vô tới khúc sau là mấy quái nó mạnh rồi thì mắc dù hôi nó không chém được cho nên là mình muốn tập trung hết mấy cái đam nằm ở trên để cho con nó, quái nó giữ đây để mắc dìu hôi quay gây đam nhưng mà đến quay 40 thì quái bắt đầu chạy xuống thì mắc dìu hôi nó cứ chém loạn xạ lên nó không còn chém theo đường thẳng mà bây giờ chỉnh cho mắt dìu hôi chém đường thẳng thì cũng không được hay Đấy, trừ khi là có những con mà đánh bay khác chứ nói chung là mình thì chưa có hero xịn cho nên là cái gì nó cũng khó khăn đó, đầu tiên vô đó, thì mình đặt là mình đặt cái con togi ở đây con toga anh em quên à toga nha, có nhiều anh em nói tô gà là mình giận á, mình không thích anh em gọi vậy đâu. Mình không phải là cái gì mà bà, dạng mà cái ông ba ba gì đâu mà, mà mà anh em nói mình là gà nha. Mình chơi game rất là hay, khẳng định lại điều đó. Đó à, thì nói nói nhiều là anh em nói vấn đề nó nhiều là mình tự ái đó. Rồi, quay trở lại là đầu game á, thì mình sẽ đặt con cái ải này mình sẽ đặt con con toga ở đây. Mình sẽ không đặt ở đây tại vì nếu mình đặt ở đây một đường thẳng á thì những cái con mà chạy nhanh á nó chạy qua thì con toga nó sẽ chỉ, chỉ đánh được một phát và một con kia nó chạy xuống này sẽ mất máu cái nhà chính của mình nếu mình đặt ở cái góc này á, thì nó có, sẽ có một cái diện tích để gây đam nhiều hơn rõ ràng là khi mà nó đi tới đây thì con toga nó đánh tốc độ đánh nó hai à nó là hai giây đến một lần thì à, khi đi tới đây á, là nó đánh một phát rồi xong mà cái con kia nó chạy nhanh qua tới đây đánh được một phát thì rõ ràng là quay đầu mình sẽ đép mình sẽ giết được hai con nó dễ hơn đâu anh em đó đây là cách đặt đầu tiên Mình thì mình không có Eren nhưng mà có nhiều anh em thì cứ Nói là Eren đẹp quay đầu nhưng mình cảm thấy là con Eren về sau nó thật sự thì Nó là một cái gì đó cực kỳ phế Rõ ràng con Eren về sau nó phế anh em Đây thì mình sẽ tiếp tục đặt một con Toga ở đây Cái lý do mình đặt một con Toga nữa là để Ủa Hình như mình sai lầm nữa anh em rõ ràng là mình đặt một con la mi con la mi <laughs> cái gì con lima con có có phải đây trong đây là nên nãy nó để tên là là la mi wuno hình như là la mi mình thì uh, không không quên tên rồi lát đặt ra mới nhớ Đó thì uh, đúng ra thì nên đặt la mi trước để cho nó có tiền có được năm chục đây nè à oh, trời ơi bị đặt ra mới thấy được chứ giờ trong đây là không có coi được chờ đi ban đầu thì nó hơi lâu một tí anh em thì mình đi một mình mà đi một mình solo nên là cứ nét Ồ. <laughs> nét luôn đi thì... <laughs> trời cũng làm biến quá mình nghĩ là không có qua nổi đâu thì cái hệ thống phòng thủ mình là tuyệt đối rồi anh em thấy chưa con tô ghi là quay đầu số 1 cái con kia bây có mấy con như con riu hay là này kia nó chém nhanh nhưng mà cái điểm lợi thế của những con đánh chạy máu là nó à, ấy ấy <laughs> nó, uh, nó, gây sát thương theo thời gian là chạy qua rồi xong nó vẫn còn rút máu được đấy là cái lý do mà mình hay đặt mình đem theo cái đội hình mà togi mà đã đem theo những con mà có chảy máu như vậy thì chắc chắn mình kèm theo nezuko mà nezuko thì cũng không phải là một con mà có đam nhỏ ha anh em cũng biết rồi ha càng về sau thì đam nó càng lớn như thế đeo tiền rộng là miễn thằng nào mà chảy máu là có thể là 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 là, là, là nó gây đam được ôi mình đặt con nami ở đây hơi bị dở rồi anh em đáng lẽ là đặt con Lamy ngay góc này nè nó bị sai lầm đúng không? coi như là lần đầu tiên nhưng mà đép quay đầu thì chắc cũng dễ thì mình sẽ chỉnh cho nó qua quánh tròn gơ tròn tròn gịt tròn gì đó để nó cho nó đánh vào những cái con mạnh nhất tại um, những con yếu thì qua togi nó cũng toga nó cũng giết được rồi nên mình sẽ nâng cấp nami lên một cấp độ nữa để uh, quay này thứ 4 nó ra full power ấy thì ban đầu mình luôn có những cái cách mà hướng hướng gọi là hướng dẫn chi tiết cho anh em mà gọi là chơi một mình đép quay đầu thì không biết là anh em cảm thấy là có phần này có dài dòng quá hay không nếu mà dài dòng đó, thì anh em cứ nói mình sau này mình sẽ không để là đi tới quay 35 rồi mình quay <laughs> nhưng mà mình nghĩ là mỗi con nó có một cái cách đặt khác nhau nếu mình chỉ như vậy thì có nhiều anh em là mới chơi game sẽ dễ tiếp cận hơn á à, đặt con Bulma ra đây nè, một lát sau khi mà cái con cái con cái con nami mình mát mình sẽ nói cho anh em nó tại lý do tại sao mà có nami mà nó vẫn phải đem theo bulma. À, con nami này đem đi đi tori á thì thực sự nó cũng kiểu như là nó không ngon nhưng mà phải nâng mát lên rồi mới nói được chứ bây giờ thì tại nè, cộng cộng 80 tiền khi mà nâng lên cấp 2. Thế thì mấy con bị con kia tám máu vô gõ cửa nhà cái cọc luôn. Trời ơi mình sẽ nâng cấp con Bulma lên cái nữa à, Tại sao mình có một con bút tiền như Nami rồi vẫn đem Bulma Đó là cái cấp thứ hai á Là mình nâng lên em cũng thấy rồi đó Là nó cộng có 80 tiền à Và bây giờ mình nâng lên nữa à, Phần này nó không để Phần này là nâng lên nữa thì cộng hai tầm đánh Và tốc độ đánh nó vẫn là không cộng nó không bị giảm tốc độ đánh lại Ồ, không được tốc độ đánh nó không không có thay đổi Ôi trời ơi, con full power mà nó 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 nó, nó là cái con mà yếu yếu máu hơn. Bà mẹ ơi, sai lầm, sai lầm tuổi trẻ rồi anh em ơi. Tôi đã có một cái gì đó sai lầm rồi. Bởi vậy nên là đôi lúc là hướng dẫn cho anh em mà còn bị mắc lỗi như thế này thì anh em cười vô mặt tôi. Đây đặt con Nezuko ra để cho nó hút máu mấy con này cái đã. Đó. Thì đôi lúc là có có những cái gọi là sai lầm tuổi trẻ anh em à. tốt nhất là mình không nên chỉnh cho nó thành Tronger gơ. Trong, tròn tròn gịt tròn gì đó. Ôi trời ba cái từ này nó khó quá. À được rồi, mình sẽ nâng Bulma mình lên mát. Đó. Thì rõ ràng là con Bulma mình càng nâng lên mình sẽ được cộng nhiều tiền anh em thấy không? Thì con 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 Lami của mình uh, con Nami của mình á uh, thì uh, Nâng lên chỉ là tới mát thôi, mình mới cảm nhận được là lúc đó là uh, thật sự mình có nhiều tiền. Thì uh, anh em coi phim thì cũng biết rồi, Nami là thuộc dạng mà thầy keo kiệt mà giàu lắm. Mà cho thì, uh, cho thì, uh, cho, cho, cho phát tiền cho thành viên gọi là siêu kêu kiệt luôn anh em à. Mà nói đi uh, thì cũng nói lại, thật ra uh, Bulma thì nhiều khi là sinh ra tôi cũng không biết tại sao tôi giàu. À tự nhiên tôi, tự nhiên tôi giàu vậy luôn hả, tôi không biết sao tôi giàu hết. Uh, để thấy anh em đó không, đẻ ra uh, thì uh, là con của uh, tập đoàn Cáp xua đó là, là là cái tập đoàn gọi là giàu nhất thế giới, đó. mà cha mẹ là cũng là mấy cái, cái người hơi dị thường một tí, nhưng mà thật ra thì họ cũng là những, uh, <laughs> uh, đúng là họ là những cái uh, người thiên tài, đây là hơi dị thường, ấy thì ngồi nói nhiều quá, mình thấy mấy con này nó vô hơi bị nhiều anh em à thì này thông cảm nha anh em ngồi thì bình thường mình chơi mình tập trung á thì nó ấy còn bình giờ ngồi nó nhiều á đặt thêm một con toga vô đây nữa mình cứ đặt vậy đi rồi tại mình chơi kiểu như mình chơi một mình bây giờ nó bị như thế nào ấy thật sự là nó như thế nào à chắc là mình chơi mình đã đang test con Nami, mình sẽ nâng mát Nami luôn cho anh em Mình đang review nó mà đúng không? Nâng mát Nami đi Anh em thấy chưa? Mình nâng lên cái tầm này nó chỉ cộng cho mình nó 170 tiền thôi đó, chỉ khi mà anh em nâng mát lên Thì nó còn cộng được nhiều tiền hơn Đây, thì à, cái lúc này á Thì con Nami á, nó chuyển sang á, là tạo ra bảo thời tiết anh em à Nó tạo ra mấy cái sấy này mà mình bảo đảm với anh em mà chơi nó tới Lúc cuối game mà nhiều con Nami mà anh em không tắt hiệu ứng thì trời ơi nó lắc Đó à, Nâng lên á, cái level 6, ồ nâng lên level cuối của nó thì đam nó là 125 và 6 giây đến một lần nhưng mà cái điều khác biệt á, thì đam e nó là đánh theo một vòng tròn như thế này. Chứ không phải là một cái dạng mà đánh theo cái kiểu mà, mà 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 theo đường thẳng hoặc là theo một hướng hoặc là đơn mục tiêu. Đó thì nếu như anh em mà chơi con uh, chơi con um, con Roly anh em cũng thấy cái điều này thì uh, cái dam mà gây theo vòng tròn này đôi lúc nó cũng có những cái điểm hay nha anh em. Kiểu như là trong một cái góc chữ U á chỉ như là mấy cái góc chữ U như thế này nè, nếu mình đặt nami ở đây á, thì sẽ gây được rất là nhiều đam Ồ Roly thì là cái con nami này không phải là con gây nhiều đam à, nó chỉ kiểu như nửa nạt nửa mở và bây giờ khi mà nâng lên thấy rõ ràng á, nếu mà mình không sử dụng Bulma nhà mình đi vào Infinity thì mình đặt hết mấy con nami này ra thì sao anh em? Thì rõ ràng á, là giai đoạn đầu <laughs> anh em ấy là bây giờ để coi. Uhm anh em uh, nâng mát lên đó, là cấp 1 là được cộng là 450 đúng không? 450 rồi đặt 8 con đó, thì uh, 450 450 4 nhân 8 bằng khoảng 3000 5 3006 tiền gì đó, sau một quay Sau một sau một quay mình phải khoảng được khoảng đó thì rõ ràng là nó, nó là một cái sự chênh lệch cực kỳ lớn với con nami con con bulma luôn. Thì một con Bulma á mình bây giờ mình không nhớ là cấp 1 sau khi netway quay là mình được bao nhiêu. Ở gì lộn sau uh, mát cấp á, sau khi netway quay là được bao nhiêu đại loại cũng 1000 mấy á, 1500 hay 1800 gì mình không nhớ. Đó thì đó là một sự chênh lệch lớn. Mà khi mà anh em netway quay mà chỉ được khoảng độ 3500, 3700, 6 tiền gì á, mình tính nhẩm nó, nó nó, nó hơi nhiều khi nó không chính xác rồi anh cho là 3 ngàn rưỡi đi anh em uhm, để coi 4 nhân 4 nhân 8 rồi xong là lấy 5 50 uh, 3600. Ờ uh, mình uh, chia ra hai cái tính mình cộng lại uh, 3600 không biết không biết là chuẩn không. Uh, thôi nói chung là có vụ này nãy giờ rầm rà quá. Thôi thì cứ nói là 3 3500 đi. Đó, 3 3500. Uh, ờ 3500 tiền này á uh, một quay rõ ràng anh em còn không đủ nâng cấp một con mắt nhiều hâu đó Về sau làm sao mà chơi. Uh, nên là đi vào đi vào Infinity này đem nó theo là một con mà ít đa mà được cộng tiền rồi xong rồi rốt cuộc á là anh em cũng phải đem Bulma uhm, anh em thấy nó là sao Đâu, tự nhiên mình thành ra uh, hai con cộng tiền nhưng mà nó đi nói lại thì đó là mình nói về đội hình mình có con mắt diều hâu chứ những cái đội hình mà có như là thay thế cho mắt diều hâu như là Roly hay những con rẻ thì anh em cảm thấy nó như thế nào nó phải là nó 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 phải tuyệt hơn Ôi chui, ôi thôi xong tôi rồi nãy giờ ngồi nói nhiều quá quái bay ra rồi ê ê ê cộng tiền cộng tiền cộng tiền nhanh lên nhanh lên ừ đó chỉnh cho quánh qua đường thẳng liền trời ơi ờ ờ ờ ơi quái bay nó xuống luôn rồi chỉnh qua quánh đi ông nội đó thiệt chứ rõ ràng ha nãy giờ ngồi ngồi nhiều chuyện ha hồi à, nãy mình nói tới đâu rồi uhm, là nếu mà đội hình anh em không có những con như con mắt diều hâu những con tốn kém như mắt diều hâu hay là dead nốt này kia thì một đội hình mà bao gồm nami thì nó phải nó rất là ngon à, thì um, nami nó cũng thể gây một lượng đam thấy vậy chứ cũng cũng là tương đối được mình không biết là cộng nó lên level cao ấy, thì nó cộng bao nhiêu tiền và đam nó như thế nào nhưng mà Đối với đội hình mà không có mắt nhiều hâu nhưng có mắt tiền thì nó tương đối tốt ấy. Còn nói về đưa vào Tori ấy thì thực sự nó không khả quan anh em Mình nói thiệt luôn, mình chưa đem con Nami vào trong Tori bao giờ Nhưng mà nếu mà nói mình đem vô Tori thì Cái giai đoạn đầu ấy, anh em đặt ra thì làm gì? Nó cộng rất là ít tiền Cộng có cũng như không bằng lý yết một con quái Rồi cộng lên mấy cái level sau Mà tốc độ đánh nó thì như thế nào 6 giây đến một lần thì nó cũng khó mà đép được và nâng lên mát đó, thì đồng ý là có đam nhưng mà những cái to về sau đó, chắc chắn là đam đó là không đủ tại vì 6 giây đến một lần đúng không? Đó thì uh, um, tiền đó thì cộng quá là ít để bù lại cái khoản tiền mình bỏ ra mình nâng cấp cho một con tướng. Anh em có bao giờ chơi cái game này anh em tính ví dụ tiền anh em bỏ ra một cho một con ma rồi xong rồi anh em uh, tính tính lợi, tính lãi, tính lời là uh, thì uh, bây giờ là tôi bỏ ra cho cái con đó bây giờ là, xong rồi về sau tôi có gỡ vốn nổi hay không? Ờ, thì cái, cái, cái dạng là vậy nếu mà anh em bỏ nâng cấp cho một con Bulma hoặc cho một con con con, con Nami ấy, thì về sau rất là khó gỡ vốn tại vì nó chỉ có 15 quay thôi mà đam lại thấp nữa đó đó là em vào Tori thì khổ khổ phải nói là nó nó nó, kiểu nó... <laughs> như nó vô dụng trong Tori á mình cũng không biết nhưng mà mình gọi là mình cái con Nami này á thì thật sự thì cái lợi của nó gọi là khá là ít dành cho anh em nào mà không có buôn ma thôi à, đối với một số người á, chẳng hạn như mà thằng hùng á, thì thằng hùng boeing á, thì rõ ràng con buôn ma đối với nó là một con tướng ngàn sao nó quay biết bao nhiêu ngàn kim cương thì chính thức ngày hôm nay nó đã có được buôn ma rồi anh em kiểu như là kiểu này nó phải anh chắc là nó phải tổ chức tiệc ăn mừng luôn quay ra năm sau quay cái gì cũng ra quay buôn ma không ra đó, đối với những cái con người gọi là nhân phẩm kém như vậy thì Ôi trời <laughs> ơi, hết chỗ đặt rồi là đại vẫn còn được những con người mà nhân phẩm kém nhiều khi bu, 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 cái con con trời ơi thì ngồi nói chuyện cái con cái 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 con Nami nó còn dễ quay hơn Bulma nữa ừ đó thì nãy giờ thì sau khi nâng mát con này mình cũng giải thích hết rồi anh em thấy chưa là nó chỉ thích hợp cho dạng mà anh em mà đi với một cái đội hình mà nó không có những con mắt tiền thì nó sẽ là một con vừa phụ tá đam vừa cộng tiền nó, nó vừa phụ tá đam vừa cộng tiền cho mình với lại là sử dụng Nami thì thì anh em cũng phải là cân nhắc á, mà mà muốn 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 bán rồi đặt lại y như mình như vậy đâu mà phải cũng phải cân nhắc cho kỹ bởi vì á bán xong rồi không có tiền đặt lại đó thì nãy nãy lúc nãy mình có nói một câu chuyện mình là nó gì bị dở dang đó là mình nói cái ở cái lúc mà nói là con con, con bun ma là sinh ra ở một gia đình giàu có nhiều khi không biết tại sao tôi giàu đúng không còn Nami á thì rõ ràng là bản chất là sinh ra một cái ngôi làng bị hải tặc alon á, là um, tàn phá rồi bắt là phải um, uh, đem đủ 100 triệu bê để mà uh, mua lại ngôi làng đúng không chuộc lại ngôi làng đó thì um, em nó cho nên là sinh ra cái bản tính gọi là keo kiệt đó, quý giá đồng tiền bởi vậy nên là bây giờ rõ ràng anh em không thì cái lúc mà giai đoạn đầu á thì cho người ta ít tiền lắm đây cho 50 mươi rồi sau cho 80 mươi sao sau cho trăm hai về cuối là giàu có hơn tí được trăm bảy cuối cùng là mới cho được bốn trăm hai trời ơi ủa bốn trăm hai để mình tính bốn trăm rưỡi ơi ơi thiệt tình thôi kệ đó <laughs> nhưng mà còn tính sai nữa anh em ơi Nhìn ra là 42 và nhìn hình trăm rưỡi thì à, chuẩn bị anh em coi à, lami sẽ đánh lắc máy trà úi trà rầu ở đây là mình đặt con toga ở đây nữa đây thì à, từ từ lỡ nâng lỡ nâng rồi tắt hết hiệu ứng đi tắt hết hiệu ứng để đặt tướng cái bà bà Nami này bà đánh mà tôi không thấy đường luôn bà ơi đây thì à, được rồi một bà Nami ở đây nữa đó một bà đây nữa anh em biết lý do tại sao mình đem con Nami lên đây không tại vì á, mình muốn muốn là nhờ một cái những cái vàng gây đam ở đây á nó gây đam để nó làm mềm con quái để sao mà ồ hết hồn để sao mà cho con uh, mắt dù hâu á nó đánh á thì nó vẫn vẫn là duy trì cái thời gian đánh đường thẳng lâu nhất có thể để nó tối ưu cái lượng đam theo một cái đường thẳng của nó chứ nếu mà mắt diều hâu mà chém loạn xạ thì đây gây đam nó yếu lắm nó ít lắm Vậy với, với là gây đam đường thẳng thì nó còn được nhiều nhiều tí Đây thì mình sẽ đặt một con Toga vô đây nữa Để cho nó tối ưu được khi mà quái nó nhiều rồi ấy. Thì nó sẽ còn còn còn, còn gây, gây chảy máu được nhiều Chứ không thì nó hơi bị phí Đôi lúc là mình cũng đang phân dân ấy, Nhiều khi con Toga này anh em Nó đánh không có hoàn toàn chảy máu được hết Những cái con quái Mình đang phân dân là bây giờ nên đổi con gì Đổi con gì cho con Toga Đổi, đổi đổi con đem con gì thay cho con toga mà phải nói là nếu mà đi solo thì con uh, toga là cái con mà đép quay đầu rất là mạnh. Nó đâu có hề gà đâu, nó đâu phải là tô gà đâu. không? Đép quay đầu mạnh mà. Uhm, về sau ví dụ như có những con mà đánh e uh, thì ban đầu thì đép yếu. Nó về sẽ như có con Keniki gì á cái con đó cũng đánh thì hiệu ứng chảy máu bốn giây đánh một lần đánh AoE nhưng mà mình thấy thì ban đầu thì hơi bị khó đép quay đầu à, đôi lúc mình cũng phân dân mấy cái vụ đó đó thì bây giờ mình sẽ đặt cái con đóng băng ở đây bây giờ là mình thật sự mình muốn bỏ con đóng băng này luôn anh em ạ mình đang muốn có một cái con cái con buda Buddha là con dừng thời gian á Mình sẽ đặt dọc 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 nó theo cái mình dừng thời gian từ từ để dồn quái lại Cái lúc đó thì à, bạn bè của mình, những người tem của mình á Người ta có dead note người ta bấm Ôi trời ơi, vậy là tốt rốt cuộc thì mình à, <laughs> Toàn là đem theo những con khống chế là để cho người những người khác người ta có đam nhiều à Tại vậy là à, tôi thiệt thòi rồi anh em à Bắt tô lại bị thiệt thòi rồi Thì mình sẽ đặt à, dọc theo đây để cho nó khi nâng cấp á Thì nó sẽ đánh được tới trên và dạ, chủ yếu như mình nói lúc nãy á là mình sẽ làm là làm mềm những con quái Ê trời độ hết hồn làm mềm những con quái trước khi mà nó đi xuống dưới để con um, con mắt dừa hầu nó không chém loạn xạ nãy giờ mình nói nhiều quá mình không làm được bao nhiêu rồi <laughs> Ê cha thì mình cứ đi đặt từ từ thôi anh em tại mình chơi uh, cái này là mình chơi, um, uh, chơi 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 một mình phải không mình cũng chờ đủ tiền để mình ốp con, uh, 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 con 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 uh, uh, con, uh, con 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 uh, Má nhiều hôi Má nhiều hôi á quên hoài à. thiệt tình đây thì um... đó đặt hai con này đây là đủ 8 con rồi á vậy thì uh, mình sẽ xuống đây mình đặt thêm hai con nữa để coi khi mà nâng mát lên thì con ở dưới cùng nó sẽ đánh được tới đâu đó tới đây thôi tới cái chỗ đó thôi cái con này thì um... được tới đó à tới đây tới đó <laughs> tới chỗ nào à rồi thì dù gì mình cũng chỉ thua ở quay bốn mấy Và khi mà ra những con bay á Cho nên là mình cũng Khi uh, mà quái vô được thì chắc chắn thua rồi Nó đi xuống qua được khỏi cái đường thẳng này Cái game này nó nó làm cái như quái Nó dần trâu trâu lên đột biến luôn Khó, khó chịu cái vụ trâu đó Rồi bây giờ là Đâu rồi đó Lát thì có gì mình sẽ chỉnh sửa nó lại sau anh em Còn cái phần Cái phần mà Uh, mấy con mà lát mình dư á Tô ga dư á Mình sẽ đi dồn dồn lên trên Để cho nó có cái khoảng Mà gây chảy máu được nhiều nhiều để Đôi lúc là khúc trên nó dồn dồn lại Nó không có chảy chảy máu hết được Thì con đống băng này mình đặt tới đây Nếu còn thì đặt xuống nè Đó Đây hết rồi á Đây con cuối cùng Rồi tới đây được là thua rồi Không không cần phải đặt thêm nữa đâu Nó xuống được đây là mình chấp nhận thua đi đặt thư thưa ra ờ à, nhiều quá đây về đi đó thì không không phải là nó nó đóng băng xong nó có thời gian rồi nó tiếp tục đóng băng nữa chứ không phải là nó đóng băng hoàn toàn hay nãy giờ mình hình như mình ngồi mình nói liên tục hay xong mình không có nét nè đấy anh em cảm thấy là mấy cái giai đoạn này của mình nó có um, có dài dòng quá hay không anh em commenter ý kiến bên dưới nãy giờ mình ngồi thì chắc là cái phần này á, là mình đặt cái suột này xong rồi nãy giờ là những cái gì mà mình chia sẻ với anh em à, tí nữa thì mình sẽ à, tí nữa thì mình sẽ à, quay tiếp anh em thì bây giờ mình sẽ cắt video ra để cho nói chung là cũng dài dòng rồi tầm mà tới quay ba mấy rồi mình sẽ tiếp tục mình à, cho anh em thấy vừa <laughs> bà con Nam lên thấy ghê được anh em rồi anh em bây giờ là tới quay 35 rồi nè Đó thì um, đây mình sẽ bật hiệu ứng lên cho anh em à với sẵn lại thì sẵn sẵn tiện nói luôn cái này anh em biết không cái con nami này thì khi mà mình đặt ra lý do là mình cứ đặt mát nó trước rồi nó đặt bun ma xong rồi mát nó là một con tướng gây đam đặt mát trước ô là mình đang nói sao ta đang giải thích cái gì vậy đó là mình đặt mát bun ma xong rồi nâng mát bun ma xong rồi đặt nami ra mình nâng mát thì um, mình làm như vậy á là để cho nó bơm được cho mình nhiều tiền hơn tổng cộng 8 con nami thì số tiền cộng cũng gần bằng một con bunma nâng mát đó anh em <laughs> thì đôi lúc thì như vậy nó cũng giúp ích cho mình khá là nhiều nhiều khi mình đặt một con tướng ra mình bấm kịch 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 nâng mát lên cái là 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 cảm giác nó cũng thoải mái với lại là nếu như mà mình không sử dụng nami á thì uh, quay khoảng quay 30 là mình sẽ nâng mát tất cả luôn thì còn nếu mà có Nami thì 27 mình sẽ nâng mát tất cả tiết kiệm được ba quay anh em đó là sự, đó là một sự khác biệt là cũng lớn ấy chứ cũng cũng lớn cũng lớn Ê, hình như là 27, 28 gì á lúc nãy không để ý tại vì lúc nãy mình quay mình cũng uh, gọi là uh, trò chuyện hơi bị nhiều cho nên là không có tập trung được mà làm cho nó tốt Thế là thì này uh, thì, thì, thì thì có thể là có nam thì cải thiện thêm đường tí vậy ấy thì à, à, mình nói là nói vậy vui vậy thôi chứ thật ra nami thì cũng phải là nó nó hoàn toàn phế phải là nó nó có một sự lựa chọn dành cho anh em là đội hình nào á mà muốn anh em nào mà không có à, sử dụng đội hình mắc tiền như mắc diều hâu hay là dead note hay là những con mắc tiền khác thì cứ đem à, con nami theo đó thì à, anh em sẽ có thể gây một mới đam đó không? Giờ con nami gây đam diện rộng coi vậy chứ cũng ghê á mà nhìn vô những cái dòng sấy này anh em thấy không hiện tại là máy mình bị giảm fps đó, còn 35, 36 cung hình Thì uh, có nhiều anh em sẽ nói là Ồ, thì do cạc anh yếu Không có, không có, không có Nên là nó bị tụt FPS nhưng mà không phải cái vấn đề á, Mà về tụt FPS khi mà nó có quá nhiều chuyển động Quá nhiều chi tiết Trong một cái từ uh, tự game thì đó không phải là do cạc nữa Mà lúc đó thì nó ảnh hưởng là do nhiều, nhiều thứ lắm Là... hình uh, từ VRAM hay là những cái uh, nhưng mà cái chủ cái cái vấn cái, cái chính á, đó là cái xung nhịp của CPU à, xung nhịp CPU chứ không phải là do cái CPU yếu nữa hay mạnh nữa nha ví dụ như cái CPU xung nhịp nó thấp á, thì nó không có sự nó không có thể xử lý kịp được mấy này đâu phải xung nhịp cao lên mới xử lý được mà CPU mình là con i 9 thì xung nhịp boost lên cũng 5 GHz mà nó còn tuột bây giờ anh em sử dụng những con mà CPU mà xung nhịp mà nó thấp là ba phẩy mấy thì, thì 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 cái này chắc là nó nó nó, nó tuột dữ lắm nè thì mấy cái con Nami anh em sấy anh em thấy không Trời thì cộng thêm mấy con mà nó gây hiệu ứng chảy máu nó té ra trong đó rồi Nezuko nó vào wow. Đó thì đó là một chùm gọi là một chuỗi hiệu ứng rất là nhiều Rất là <laughs> Nó gọi là gây um, gây, uh, gây 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 không phải là gây hại cho máy mà nó gây tụt FPS Đây ừ. thì thử coi là bây giờ mình sẽ có đối, đối với cái đội hình mà có Nami mình sẽ gây được bao nhiêu đam Trời ơi, mưa bão sấm sét dày mà mấy con này nó có thể qua được thì nó đúng là trâu bò à, anh em à đây rõ ràng là sấm xét này nó phải là đam nhiều chứ trời sấm xét là cho đam ít vậy trời thì chứ bình thường mình quay game này chơi ít khi nào mình tắt hiệu ứng game lắm. tại vì có cái con nami này vô phải tắt hiệu ứng thôi trời ơi y 9 không chịu nổi game roblox anh em à <laughs> cpu y 9 không chịu nổi roblox khủng khiếp thiệt chứ đây là roblox là một game cực kỳ nặng nha anh em đó không có game nào nặng hơn roblox đâu mấy game kia mình chơi là 60-120 fps là bình thường những cái hạng game những cái tự game offline khác à uh, này kia gata đồ một trăm mấy FPS uh, trên màn hình 2K là bình thường. Rồi vô cái cái game Roblox này 35 FPS, đúng là đây là một tự game nặng nhất rồi anh em. Đó, bây giờ là mình khẳng định với anh em luôn Roblox là game nặng nhất nha. <laughs> Ghê không? Thì uh, nói về cái vụ tụt FPS nó cũng đến từ cái phần này game Roblox không phải là game mà do chính tay Roblox nó làm nên một cái game như vậy mà nó là một cái hệ thống để cho người ta phát triển game đó là cộng đồng mình phát triển game cho nên là những cái thứ mà người ta vẽ lên người ta mod lên người ta đưa vào thì hoàn toàn thì nó không phải là một cái 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 mà để được xử lý trơn tru mượt mà nó phải qua nhiều cái để đọc để nhận diện cho nên đó, là cái vấn đề mà nó tuột fps do cpu đó, là nó thể hiện rất là rõ anh em thấy không đó bây giờ là còn hai máy fps thôi những cái hiệu ứng của nezuko là của nami đồ mắc gì không nó chém thôi mà mình mình đang mình đang bình luận game cho thiếu nhi mình nói những cái vấn đề chuyên sâu như này nhiều bạn là nói ủa ông này nói gì thôi nét 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 bỏ video thôi được rồi anh em video sắp hết rồi anh em cố gắng coi này, mình sẽ gây được bao nhiêu đam đối với cái đội hình có lami lami wano wunu lami wunu uhm, này, bây giờ thì uh, Mắc dừa hâu nó cũng không có thòn gây đam được theo đường thẳng rồi bắt đầu chém búa xua rồi cái nét nhanh thôi lấy đam của nezuko anh em ải này thì Nezuko không có không có gây đam được mà rộng rãi nhưng mà hầu hết mấy cái ải mình thấy admin nó tích hết rồi thì một ải mình ghi tầm gây tầm 70 70 80 đam mà ải nào cũng vậy mình đi ải nào cũng thấy cũng như nhau mấy admin nó tính kỹ hết rồi thấy cái ải ải đấu trường Retrosa mà nó đi dài vậy mà cứ tưởng đâu là nó sẽ rất là ngon đúng không tới thì thì đam nó gây ra cũng vậy Ôi trời ơi, mình nghĩ ở ải này mình không gây được 7 mê đam đâu anh em. Nên thì nói chung là nó cái đường thẳng này vô nó không nó không không, không, không có ngon bằng cái ải kia. Trời ơi, nó 7 mê đam, 8 mê đam nó nổ với gây được mới có 6 mê đam là chuẩn bị thua rồi nè. Đó, con quái bay xuống 6 mê đam. Trời ơi, thiệt tình. Thua rồi nè. Rồi bể nhà 6 mấy mấy đam. 62 lúc bể Có nhiều anh em là tính là kiểu như là uh, Lúc mà bể nhà xong rồi á Là nó không có tính vô cho mình thêm đâu Nó chỉ tính đam dừng lại á Là khi mà mình vừa bể nhà là Cái đam nó chạy thêm vậy Nó cũng không có thay đổi gì Cho dù anh em nét sau khi bể nhà cũng vậy à Rồi đó thì video này á, là mình đã cho anh em thấy rồi Thật ra thì con Nami đam đi Con Nami đam không to Hay là do là mình do mình đi vô trong cái ải này ta là do đi cái ải này đam nó không to đó thì uh, bình thường nếu mình sử dụng những con như là Tony tặc Tony tặc thì mình phải cái bảy mấy tám mươi đam đi solo á thì Nami thì năm mươi mấy đó là chắc là do phần là do ải ải này thì về khúc sau thì thì nó nó, nó ngắn quá anh em thấy không không sao thì nó, nó, nói chung là cái chỗ nó gây đam dành cho con Nezuko là thực sự không tối ưu thì nó để mà so sánh con Nami nó gây đam được nhiều hay ít á thì mình khẳng định thì cũng cũng được tương đối được ít thì cũng không ít mà nhiều cũng không phải nhiều tại vì nó gây đam AOE diện diện vòng tròn mà với lại nó còn tùy chỗ để mình đặt rõ ràng mình đặt một đường thẳng trên thì không thực sự tối ưu cho Nami mình như mình đã nói đầu game thì nó phải gây những cái chỗ mà dòng chữ U này kia thì nó tốt còn cái chỗ đó thì nó không thực sự tốt rồi thì video này mình đã nội là nói cặn kẽ chi tiết về con nami rồi mình những cái gì mình nói trong video nó cũng quá dài dòng cũng như là đủ sâu đủ dài là quá sâu sắc rồi ha thì à, bây giờ mình sẽ kết thúc video rồi tại đây các bạn cảm thấy sao về video này thì ở đây là bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha